Xin chào các bạn, đây là bản tin chuyển động bóng đá ngày 10 tháng 12. Trước khi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất ngày hôm nay, các bạn hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh YouTube Bề Bóng Đá để cập nhật tin tức bóng đá thường xuyên hơn. Còn bây giờ là những diễn biến chính có trong bản tin. Điểm qua kết quả của các trận đấu diễn ra tại lượt trận vòng bảng của UEFA Champions League. Real Madrid trong thế không còn gì để mất, đã tạo ra 90 phút đầy thăng hoa trước các vị khách đến từ nước Đức. Ngay ở phút thứ 9, Benzema đã bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Los Blancos. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Lucas Vázquez với quả tạt hiền đặt. Đến phút thứ 32, lại là tiền đạo người Pháp vẫn với pha đánh đầu ở vị trí tương tự để giúp cho Real nhân đôi cách biệt. Chỉ khác lần này, người tạt bóng là Rodrigo. Đoàn quân của huấn luyện viên Zidane tiếp tục có một thế trận kiểm soát vượt trội. Thậm chí nếu may mắn, họ đã có thêm bàn thắng khi cột dọc liên tục từ chối cùng sự xuất sắc của thủ thành Gasper. Với kết quả này, Real Madrid từ vị trí thứ 3 leo lên ngôi đầu bảng khi khép lại vòng bảng Champions League năm nay. Inter bắt buộc phải có chiến thắng trước các thủ Shakhtar Donetsk nếu muốn đi tiếp. Bởi vậy, huấn luyện viên Conte đã tung vào sân những quân bài tốt nhất. Trong trận đấu này, Inter đã kiểm soát áp đảo, đẩy Shakhtar vào tư thế phải chống cự. Họ tung ra tới 20 pha phứt điểm và hưởng tới 13 quả phạt góc cùng nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, đại diện Inter bất lực trong việc khoan thủng mảnh lưới của Shakhtar. Trận hòa 0-0 khiến cho cả Inter và Shakhtar đều bị loại ngay ở vòng bảng. Nhưng Shakhtar được an ủi phần nào bởi họ sẽ xuống đá Europa League vì kết thúc ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Điểm qua các kết quả của các trận đấu còn lại, Bayern Munich xuất sắc vượt qua Lokomotiv Moscow với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Salzburg để thua Atletico Madrid 0-2. Olympiacos để thua Porto với tỷ số 0-2. Man City trên sân Etihad vượt qua Marseille với tỷ số 3-0 và câu lạc bộ Paris Saint-Germain vượt qua Istanbul Başakşehir với tỷ số 5-1. Bước sang tuổi 39, Ibrahimovic vẫn là ngôi sao số 1 ở hàng công AC Milan. Anh góp công lớn giúp đội chủ sân San Siro dẫn đầu tại Serie A sau 10 vòng đấu, hơn đội đứng nhì Inter Milan 5 điểm. Mino Raiola khẳng định Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ toàn diện, sở hữu những điểm mạnh của Messi và Ronaldo. Giữa Ronaldo, người mà tôi vô cùng hâm mộ, và Messi, tôi luôn chọn cầu thủ người Bồ Đào Nha là người xuất sắc hơn. Song Zlatan Ibrahimovic cũng là cái tên đáng chú ý. Ibrahimovic đến từ hành tinh khác, cậu ấy là cầu thủ toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá. Mino Raiola chia sẻ với Tutto Sport. Ông khẳng định Ibrahimovic có tài năng của Messi và ý chí quật cường của Ronaldo. Nếu cầu thủ viên được quyền bầu chọn, tôi chắc chắn Ibrahimovic sẽ giành 8 quả bóng vàng. Mới đây, siêu cò Mino Raiola tiết lộ Juventus có thể trở thành bến đỗ tiếp theo của Paul Pogba. Thực tế, nhà đương kim vô địch Serie A cũng đã cho thấy vốn dành sự quan tâm đến ngôi sao sinh năm 1993 suốt thời gian vừa qua. Để tạo thêm sức hấp dẫn trên bàn đàm phán, Juventus sẵn sàng đặt Paulo Dybala trao đổi với Paul Pogba. Bianconeri kỳ vọng việc gán người sẽ giúp họ giảm tải được mức phí chuyển nhượng để chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2018. Mauricio Pochettino được báo chí Anh đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất để ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford. Pochettino có nhiều kinh nghiệm ở Premier League. Ông từng tạo dấu ấn riêng về thứ bóng đá đẹp và hiệu quả, đặc biệt là trong thời gian dẫn dắt Tottenham. Phó chủ tịch Ed Woodward từng có tiếp xúc với nhà cầm quân người Argentina trong nhiều tháng trước. Nếu Pochettino đồng ý đến nhà hát của những giấc mơ, ông sẽ được Ed Woodward đáp ứng xây dựng một đội ngũ như ông mong muốn để đưa MU tìm lại ánh hào quang. Tuy nhiên, một vấn đề không nhỏ là Pochettino còn có lựa chọn Real Madrid nên chưa quyết định dứt khoát. Real Madrid đã tiếp cận Pochettino từ vài tuần nay, xem cựu hậu vệ của Espanyol như giải pháp lý tưởng để thay thế Zinedine Zidane. Vì vậy, MU cũng sớm chuẩn bị phương án B với Marc Allegri. Từ lâu, Allegri cũng là một phương án mà Ed Woodward quan tâm. Ông được xem trọng về khả năng đua tranh đường dài ở giải vô địch quốc gia. MU đã không thể giành Premier League kể từ 2013. Allegri phù hợp để chấm dứt cơn khát danh hiệu này sau khi ông từng giành Scudetto với Milan lẫn Juventus. Theo Football Insider, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Man United sẽ cố gắng để Sergio Romero rời khỏi sân Old Trafford càng sớm càng tốt, ngay từ tháng 1 năm 2021. Mức phí 2 triệu bảng mua đứt hoặc hợp đồng cho mượn đều nằm trong diện xem xét ngay từ lúc này. Bây giờ, việc rời khỏi Old Trafford để gây dựng lại sự nghiệp là điều tốt cho thủ thành Romero. Kể từ khi Paul Pogba rời đi, tuyến giữa của Juventus đã trở nên rất thiếu sáng tạo và đó cũng là lý do khiến lão bà luôn muốn mang về đứa con cưng của mình trở lại Turin. Song khá bất ngờ khi đứng trước cội chiêu mộ một tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới
Juventus lại quyết định từ bỏ nó. Đó là trường hợp của Mesut Ozil, người mà theo tiết lộ của Fabrizio Romano đã được giao bán sang Juventus rất nhiều lần. Thông qua chương trình chợ Arsenal Delgra, cây bút uy tín người Ý tiết lộ. Về Ozil, những người thực hiện công tác chuyển nhượng như giám đốc và người đại diện, họ không thể tin vào tình hình hiện tại. Họ cũng không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Thật điên rồ, vì đôi khi bạn có một cầu thủ giỏi, nhưng cậu ấy lại bị loại khỏi đội. Điều đó hoàn toàn điên rồ. Ozil đã được giao bán nhiều lần tới các câu lạc bộ ở Ý. Tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo Juventus và họ nói rằng Ozil đã được chào hàng tới đây 4 hay 5 lần trong vòng 1 năm vừa qua. Nhưng ban lãnh đạo Juventus thì không bao giờ muốn sở hữu cậu ấy. Thực tế, viễn cảnh Ozil tái hợp Ronaldo khả năng cao sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Juventus bởi cả hai từng là một cặp bài trùng tại Real Madrid. Song, có lẽ lão bà cũng quan ngại với mức lương khổng lồ của tiền vệ này. Vào lúc này, việc Liverpool tính đến chuyện bổ sung lực lượng ở hàng thủ cũng là điều dễ hiểu. Mới đây, Court Offside đã dẫn nguồn từ ấn phẩm của Francis cho biết đội bóng chủ sân Anfield bất ngờ nhắm đến Davinson Sanchez, trung vệ đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Thực tế, Sanchez được đánh giá là một trong những trung vệ tiềm năng nhất châu Âu khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Nhưng kể từ khi gia nhập Spurs thì anh vẫn chưa thể phát triển như đúng kỳ vọng. Dù vậy, tài năng người Colombia nhìn chung vẫn là một trung vệ hàng đầu của Premier League vào lúc này. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá ngày hôm nay. Những thông tin bóng đá nóng nhất sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Và trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo.